Long ư? Này, thầy có ở nhà không? Cha tớ đi vắng rồi. Cậu tìm cha tớ có chuyện gì thế? Cứ nhắn lại với tớ, lát tớ nói lại cho. Tớ... Cậu lại sang nhà tớ vay gạo chứ gì? Tháng này tớ thấy nhà cậu vay suốt thế. Nhà tớ có phải là cái hũ gạo đâu. Cậu nói gì thế? Nhà tớ có phải đi xin ăn đâu. Ba mẹ tớ vẫn hoàn trả lại nhà cậu đàng hoàng mà. Có bao nhiêu nhà, trong nhà cậu không giỏi đi vay chỗ khác. Mẹ tớ nói tháng này nhà cậu vay 7 lần rồi đó. Cậu... Hả? Người ta nói đúng còn giận dỗi vô cớ. Ôi Long, con đi đâu mà vội vàng thế? Ừ, dạ, con có chút chuyện ạ. Con chào thầy, con có việc gấp ạ. Long, sao chưa qua nhà thầy lấy gạo? Sao thằng bé còn chưa qua lấy gạo nhỉ? Trời sắp mưa to rồi. Bảo, hôm nay ở trên lớp con có biết nhà Long có chuyện gì không? Sao giờ trò ấy vẫn chưa tới? Lúc chiều cậu ấy có ghé qua, nhưng nghe con nói mấy câu, thế là cậu ấy bỏ về. Hóa ra là như vậy à, con hỏi bạn cái gì vậy? Con chỉ thắc mắc, sao tháng này nhà cậu ấy sang vay nhà mình nhiều thế? Sao con lại nói thế? Long sẽ mặc cảm về hoàn cảnh, rồi bị tổn thương về câu nói ấy của con suốt một thời gian dài đó. Con có biết không? Con thấy chẳng quan trọng đến như thế, con chỉ hỏi đúng sự thật thôi mà. Làm gì mà bạn ấy phải phản ứng thái quá như thế chứ? Bảo, lại đây cha Bảo. Con nhìn kìa. Theo con thì mưa bụi và mưa rào, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta hơn? Thưa cha, đương nhiên là mưa rào rồi. Con nghĩ như vậy hả? Nhưng trong cuộc sống, mưa bụi mới dễ gây ướt quần áo chúng ta hơn đấy. Không đúng thưa cha, mưa rào thì nặng hạt, còn mưa bụi phất nhẹ, vậy thì mưa rào sẽ gây ướt chứ. Thoạt tiên, ai cũng có suy nghĩ như con đấy. Bởi vì một khi trời đổ mưa to, mọi người sẽ nhanh chóng cảnh giác hơn. Người mang theo dù sẽ mở dù lên che mưa, người không mang theo dù sẽ nhanh chóng trú mưa dưới những mái hiên, phải không nào? Nhưng nếu chỉ là mưa bụi, mọi người sẽ khó có cảm giác thấy ướt ngay lập tức. Họ cho rằng chỉ lất vất vài hạt mưa nhỏ không đủ làm ướt quần áo, thế là họ cứ đi trong mưa như thế. Và cuối cùng mưa cứ thấm dần, rồi cứ để hạt mưa thấm ướt cả quần áo. Trong đối nhân xử thế, lời nói và cử chỉ của chúng ta đều giống như hạt mưa bụi nhỏ bé kia. Nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng cảnh giác sẽ vô ý hay cố ý làm ướt quần áo của người khác. Tổn thương và phương hại người khác cũng là tổn thương chính mình. Vậy con đã làm bạn ấy tủi thân tủi phận khi nói thế rồi. Đúng rồi con, vạn bất đắc dĩ nhà bạn ấy mới nhờ tới sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng không vì thế mà ta có cái quyền đi xúc phạm người khác. Những lời nói tưởng như rất bình thường của con sẽ khiến cho bạn ấy suy nghĩ trong thời gian rất dài. Con hiểu không? Con hiểu rồi, mai con sẽ đi xin lỗi bạn ấy ạ. Tốt, con nghĩ thế là phải. Long ơi, cậu đến đây làm gì? Tớ đến xin lỗi vì những câu nói ngày hôm trước. Thật sự, tớ không muốn cố ý làm tổn thương hoặc xúc phạm cậu. Tớ vô tư nghĩ đó là những lời nói vô hại, không ngờ lại xúc phạm cậu. Khi nào nhà tớ khó khăn, tớ cũng sẽ sang nhà cậu vay gạo suốt như thế này nhé. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Ừ, bỏ qua cơn mưa bụi vừa rồi đi nhé.